Trên thị trường chứng khoán phải đủ giờ bay mới kiếm được tiền. Mạo muội những anh em mà chuyên môn mà trên 10 năm trên thị trường chứng khoán và kiếm tiền bền vững thị trường. Hôm nay mình muốn chia sẻ một cái này một chút với những anh em new buy trên thị trường tài chính. Một cái luồng tư duy gốc. Bản thân mình cũng là người có khách hàng và rất nhiều. Thì khách hàng cũng tương đối đông. Nhưng mà anh em hình dung là luôn luôn trong đầu phải có một cái tư duy gốc. Kể cả đặc biệt là những anh em khách hàng, không phải là khách hàng của mình hay bất kỳ ai cũng phải có một cái tư duy gốc khi đầu tư. Tư duy là cái gì? Chỉ là một cái con đường, là một cái định hướng thôi. Nó không nhất thiết nó phải là ba chữ cái, nó không nhất thiết là hôm nay mua cái gì, nó không nhất thiết là bao giờ bán, không phải cái đó. Đấy không phải là tư duy. Đấy là khi bạn bắt tay vào action và hành động rồi. Nhưng cái tư duy gốc là gì các bạn biết không? Là cái chẳng ai cho bạn à. Tại vì cái đó là cái của xã hội mà người ta đúc kết về của người ta và người ta cho ra một cái công thức, đó gọi là tư duy hay gọi là con đường. Nếu ví như là bạn dắt xe máy để bạn đi ra Hồ Tây thì cái Hồ Tây chính là cái đích đến của bạn. Còn cái tư duy ấy là bạn sẽ đi con đường nào ra Hồ Tây. Đi con đường nào mới là quan trọng, nếu không bạn sẽ bị lạc. Thế bạn có đích là bạn kiếm tiền thị trường chứng khoán, bạn nhìn thấy được tiềm năng ở đó, nhưng bạn không có tư duy, bạn không biết đi đường nào thì bạn sẽ bị lạc hướng. Lạc hướng hết xăng, chết máy giữa đường, đi bộ chết giữa mùa đông giá lạnh. Bạn hình dung không ạ? Cái tư duy quan trọng không? Quan trọng. Cái tư duy trên thị trường là gì? Mình chỉ chia sẻ nhanh như sau thôi. Video này rất ngắn, nhưng các bạn lưu vào dùng cả đời các bạn luôn. Có thể là cái này là cái kinh nghiệm cá nhân của mình nghiệm ra, chẳng có trong sách vở đâu, nhưng mình nghiệm ra. Thì các bạn cứ thử áp dụng xem có được không nhé. Cái đầu tiên trong bất kỳ một giai đoạn thị trường nào, bạn phải xác định đầu tiên. Cái số 1 là xác định được giai đoạn thị trường giai đoạn này nó đang là gì. Mình chia sẻ tư duy nhé. Còn các bạn sau này các bạn phải đi tìm kiến thức ngoài xã hội, các bạn về đắp vào tư duy đó. Chứ không phải hôm nay là mình chia sẻ tất cả góc cạnh, có mà chia sẻ làm sao hết được. Có ngồi trà với nhau cả năm, cà phê với nhau cả năm. Cái số 1 là các bạn phải hình dung đó là giai đoạn này đang là giai đoạn gì của thị trường. Up, sideways, down. Giai đoạn ngắn đang là gì? Trung hạn đang là gì? Dài hạn đang là gì? Trong đầu các bạn phải luôn có cái đấy nhé. Ví dụ các bạn đánh ngắn, giai đoạn này ngắn hạn nó đang như thế nào? Tức là ngắn hạn giai đoạn này là sideways hay là khả năng tăng là bao nhiêu phần trăm, khả năng giảm là bao nhiêu phần trăm. Xác định được giai đoạn thị trường đang ở giai đoạn nào, đấy là cái số 1 xác định được. Sau khi xác định được giai đoạn này đang giai đoạn thị trường nào rồi, bắt đầu ra một cái số 2 là chiến thuật đánh giai đoạn này như thế nào. Chiến thuật đánh giai đoạn này như nào, phải lên được cái chiến thuật. Xác định cái giai đoạn rồi mà không xác định cái chiến thuật, không biết đánh như nào luôn. Mai kia múc con bừa luôn, nghe hàng này nghe hàng kia phím bừa, đúng không? Nó có cố vấn lên rời không, cố vấn nổi chứ. Nhà đầu tư không thể nào nắm được giai đoạn thị trường đang giai đoạn nào, không nắm được chiến thuật đánh, chiến lược đánh thì chẳng biết đánh cái gì. Không biết đánh cái gì thì mua bừa thì làm sao biết đánh cái gì. Nếu ông đang xuất hiện tình trạng mua bừa là ông không có chiến thuật, tức là ông đã mất tư duy. Mất tư duy. Vậy cái số 2 là chiến thuật đánh đang là chiến thuật gì? Chiến thuật đánh. Vậy chiến thuật đánh trong cái giai đoạn nó lại ứng vào từng giai đoạn. Ông đánh ngắn thì ông ứng dụng chiến thuật gì? Đánh trung hạn chiến thuật gì trong giai đoạn này? Dài hạn chiến thuật gì giai đoạn này? Cái số 2 là chiến thuật. Ba rồi, với chiến thuật đấy nhé. Đánh tỷ trọng bao nhiêu? Chiến thuật đấy đánh tỷ trọng bao nhiêu? Đúng không? Với giai đoạn A, chiến thuật A, tỷ trọng A. Với giai đoạn thị trường mà ông ngắn hạn ông bảo ngon. Đúng không? Có những dấu hiệu này, dấu hiệu A, B, C. Chiến thuật lần này là anh đánh là full tài khoản, từ nền, lên, bán dần, đến kháng cự. Ví dụ thế. Và tỷ trọng của ông phân bổ là gì? Full margin, ngay từ nền. Và ông cược điểm cut loss bao nhiêu, lên bán dần margin ra ở những điểm nào, bắt đầu hạ dần tỷ trọng ở kháng cự nào. Tỷ trọng từ tư duy à từ tư à từ
giai đoạn, ra chiến lược, ra tỷ trọng đánh. Chứ không phải tự nhiên nhảy vào full margin đâu, bố ạ. Vậy không sớm muộn ra đê mà, cắm cọc trên đê mà ngồi, trên bò. Thật sự là như thế luôn đấy, phải nói với anh em như thế. Chúng ta cứ nhìn lại chúng ta xem nhiều lần, bao lần chúng ta chết rồi. Vẫn ngồi ra được cái thị trường này, chúng ta phải ngẫm ra được nhiều cái, chúng ta chia sẻ với nhau là như thế. Tỷ trọng, sau khi có tỷ trọng rồi, đánh cái đoạn này bao nhiêu rồi mới gì? Ngành nào ngon, phân bổ tỷ trọng vào ngành đó. Đánh chọn hai ba ngành thôi, đánh bệt hai ba ngành đấy thôi, không đánh lan man. Ví dụ có ba ngành ngon, chọn hai trong ba, đánh hai ngành. Cùng lắm chọn ba mã cổ phiếu thôi, follow trực tiếp vào, đánh trực tiếp vào ba diện, ba con cổ phiếu đấy. Chiến lược, à đầu tiên là giai đoạn, chiến lược, tỷ trọng là cái số 3. Cái số 4 là gì ạ? Ngành nào thì phải biết lối phân tích ngành, chọn lọc ngành, phân tích trạng thái của từng ngành. Cái đấy lại chi tiết nhé, đây đang nói tư duy nhé. Đấy, mình mớm mớm tí chi tiết để cho anh em hiểu đấy, anh em đi anh em tìm tòi các mảnh ghép về mà ghép lại với nhau. Tư duy nó là vô vàn những mảnh ghép và mỗi người có ghép một mảnh khác nhau, nhưng cái luồng này là nó tư duy gốc, nó không thay đổi đâu. Ngành nào, xong cái cuối cùng mới là, à chưa phải cái cuối cùng mà là còn mấy cái nữa cơ. Cái thứ năm là năm chưa nhỉ, năm là đi lệnh, đi lệnh như nào, mua bán như nào. Ồ, hạ nhiều không, đi lệnh buồn cười vãi. Ví dụ như là có những điểm đi lệnh một, có những điểm đi lệnh hai, có những điểm đi lệnh ba, nhưng có những lúc nhé phụt, có những lúc cược nhé thấy những dấu hiệu rồi. Ví dụ tuần trước mình phun luôn, không là hàng T về là nó đúng cái thời điểm mà phải cược, T về một ăn một bỏ là phải có hàng để chuồn ngay, ví dụ thế. Nhưng có những lúc ấy, từng điểm từng điểm phải tùy vào cái đầu tiên kìa, giai đoạn, chiến lược, tỷ trọng, ngành nào, xong đó mới ra điểm mua điểm bán. Điểm mua điểm bán nó đi kèm với bộ công cụ kiểm soát, bảng đi lệnh như nào, ghi chép ra sao, sao kê lãi lỗ như thế nào, kiểm soát hàng về ra sao, nó đi kèm với bộ công cụ kiểm soát đó. Tiếp, đấy là cái thứ năm. Cái thứ sáu đó là quản trị rủi ro và cách chốt lời như thế nào. Quản trị rủi ro phải đưa lên số 1, xong bắt đầu mới đến cách chốt lời là cái số 2 trong cái số 6. Vậy thì điểm stop loss là bao nhiêu nếu thị trường nó có rủi ro? Tỷ lệ cược luôn luôn là khoảng 80-90% thôi, nhưng luôn có 10% muốn cắt cổ bạn. Thì nếu cắt cổ bạn sẽ mất bao tiền? Ok, xong rồi cách chốt lời như nào? Điểm chốt lời ra sao? 6 cái đó. Hoàn thiện 6 cái tổ, hệ tư duy đó, 6 cái bộ tư duy đó. Bạn đi tìm những cái mảnh ghép trên cái cuộc đời này, bạn đắp vào đi. Sau khi bạn đắp vào ấy, mình tin bạn sẽ kiếm được tiền thị trường này. Nếu bạn vẫn không có hệ tư duy đó, mình cá bạn luôn, không kiếm nổi đâu. Hoặc kiếm nha, may mắn xong mất đấy. Bạn cứ kiếm cho béo vào, xong nó luộc bạn phát bạn chết luôn. Bạn cứ hình dung là như thế nhá. Nhiều người kiếm rất to, tưởng mình giỏi, không giỏi đâu, nó luộc chết luôn. Đừng bao giờ hiếu thắng với cái thị trường này. Thị trường này phải có tư duy, và khi bạn có luồng tư duy đó rồi ấy, thì sau này dù thị trường nó có update, nó có, ví dụ như là nó có nâng cấp hay nó update những kiến thức mới, bạn chỉ bổ sung một cái luồng đó thôi, nó chỉ gia tăng thêm, càng ngày bạn cần dày dặn kinh nghiệm với chiến thuật đánh khác nhau thôi, nó làm bạn tự tin hơn về thị trường. Đó là tư duy gốc. Chúc các bạn đầu tư thành công. Lưu lại video này nếu các bạn thấy thú vị, đừng quên một like, một tim ủng hộ kênh nhé. Bye bye.